Quỳnh mến chào cả nhà. Và cả nhà ơi, Quỳnh mời cả nhà xem mấy cây mai sắn bên vườn mai của Quỳnh nha. Thì cây là nó sắn như thế này cả nhà. Đó, có cây thì nó như thế này đây. Thì cây như thế này là cái chột của nó khá là to luôn cả nhà. 100 ngàn một cây ha. Và ba cây thì Quỳnh sẽ bao ship cho mình nha cả nhà. Còn cây này, cái loại này thì 80 ngàn một cây ha. Và ba cây thì Quỳnh sẽ bao ship. Rồi, bên đây em có là bạch mai miếng điện cả nhà, bạch mai miếng điện đây. Loại này thì 80 ngàn một cây cả nhà, và ai lấy 3 cây thì Quỳnh bao ship ha. Bạch mai miếng điện nha cả nhà. Đó. Gốc nó to lắm. Rồi, một loại nữa đó là tư long cả nha. Cúc tư long thì 80 ngàn một cây luôn. Và tư long thì đóng vào mây mây tàn mây phôi là như ý luôn cả nhà. 3 cây em bao ship ha. Và 10 cây tặng một cả nhà. Rồi bên đây cái lô cúc cam nè, chúng ta lấy bo được luôn cả nhà, nó cao nó dài hường thuộc luôn. Loại này là ta 90 ngàn một cây cả nhà, ai lấy 3 cây thì Quỳnh bao ship. Rồi đây một cái loại mai hot hot, đó là hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú là mặt hoa nó y như cái bông hồng. 175 ngàn một cây cả nhà, và ai lấy 2 cây thì em sẽ bao ship cho mình ha. À, cái này chúng ta sưu tầm một hai cái loại giống lạ lạ về để bổ sung cho khu vườn mình nha. Rồi bên đây Quỳnh có cúc không nhị của Hoàng Quyết Long. Cúc không nhị của Hoàng Quyết Long á cả nhà, 80 ngàn một cây luôn, và ai lấy 3 cây thì em bao ship. Đây rồi, đây là nu sù cả nhà. Nu sù ghép chỗ nào là nu chỗ đó cả nhà, nó nu ngay tại cái mắt ghép để tạo hế nu cho cây. 350 một cặp ha, và ai lấy một cặp thì Quỳnh bao ship. Rồi bên đây em có thọ hương. Thọ hương á là đóng vào mây mây tàn mây mây phôi cũng được, tại vì cái mắt cái thọ hương này em thấy nó cũng to nè cả nhà. Với lại thọ hương này là mình nuôi mini cũng dễ thương nữa, hoa nó thơm thì sinh trưởng mạnh. 80.000 một cây cả nhà, và 3 cây Quỳnh bao ship. Còn nếu như mà ai thích trái bí thì Quỳnh có ghép một cái lô trái bí. Đó, cái lô trái bí này khá là to luôn cả nhà. 150 một cây ha, và ai lấy 2 cây thì em cũng bao ship. Rồi Quỳnh có một cái lô giảo nhung á. Giảo nhung cực kỳ tốt luôn cả nhà. Đó, 70.000 một cây, 4 cây Quỳnh bao ship. Và 10 cây tặng một. Giảo nhung nha cả nhà, giảo nhung. Rồi 150 cánh luôn. Đây, Quỳnh cũng có ghép trái bí nữa cả nhà, 150 cánh. Này 150 một cây ha. Và 2 cây thì Quỳnh bao ship. Còn cái loại này là 80 nè. 80.000 một cây nè cả nhà. Ghép các quấn rễ hết nha, mà cái này thì quấn rễ thường không phải là trái bí. Thì 80.000 một cây, về chúng ta cũng lấy bo được á. Rồi đây là quý phi. Quý phi, cúc quý phi của Quang Tống. Loại này thì 125.000 một cây cả nhà, và ai lấy 2 cây thì Quỳnh cũng bao ship. Thì cái lô này là Quỳnh đảm bảo 100% cả nhà đã có mặt hoa cúc quý phi rồi, rất đẹp. Rất đẹp cả nhà. Hôm trước thì Quỳnh có quay á, mà lúc gầy thì nó đi cành nhánh rồi nên thành ra là không có thấy hoa ha. Chứ lúc trước là Quỳnh cái lô này Quỳnh đã quay có hoa rồi đó. Rồi cúc quý phi nha cả nhà, 250 một cặp Quỳnh bao ship. Rồi bây giờ Quỳnh tiến về phía ở trên này nè, còn rất là nhiều giống luôn nha cả nhà. Quảng hương mộc mai đây. Quảng hương mộc mai là hoa này nó 5 cánh parabon cả nhà, thơm thơm nước mũi luôn cả nhà. Và cái loại này thì 125.000 một cây ha, và ai lấy 2 cây thì Quỳnh cũng bao ship. Với lại cái quảng hương mộc mai cả nhà, thì khi mà chúng ta thấy cái cánh nó nguyên một cái hoa của nó tạo cũng tạo thành một cái khối, nó rất là đẹp. Rồi bên đây bạch mai thái nè cả nhà. Bạch mai thái thì loại này đó, cái đọt nó màu hồng hồng nha. Lá của nó thì đặc trưng hơn cái loại khác, nhìn ta có thể phân biệt được, nó nhỏ và nó hơi quắn quắn ở cái rìa lá này cả nhà. Đó. Thì loại này là 100.000 một cây ha, và ai lấy 3 cây thì Quỳnh bao ship. Rồi bên đây là Quỳnh có cúc kem nha cả nhà. Hôm trước Quỳnh có một cái lô cúc kem tuyệt đẹp luôn á. Cúc kem là cái hoa nó màu kem ha, màu nhạt hơn màu vàng, mà nó nhiều cánh đẹp lắm cả nhà. Cúc kem. Cúc kem 80.000 một cây luôn, ai lấy 3 cây Quỳnh bao ship. Rồi cái lô cúc bi này cả nhà đừng có bỏ qua. Trời ơi cái gốc nó đẹp lắm cả nhà.
và tốt cực kỳ luôn, bo rất là khỏe luôn. Những cái gốc to và mập như thế này thì bo cực kỳ tốt nha cả nhà. 90.000 một cây nha. 3 cây thì Quỳnh bao ship. 10 cây em tặng 1 luôn. 15 cây tặng 2 nha cả nhà. Thì những cái loại bên vườn mai của Quỳnh á. Rồi bên đây. Trời ơi. Đây là giáo bạch kim. Lá cẩm thạch mà hoa màu vàng. 350 một cặp nha cả nhà. Và ai lấy 2 cây thì Quỳnh cũng bao ship. Bên vườn của Quỳnh thì cả nhà mình có thể thoải mái lựa chọn các cái giống, với lại là lựa chọn tầm 2-3 cây thì Quỳnh đã bao ship rồi ha. Nên cả nhà mình cứ alo cho Quỳnh nha cả nhà. Rồi 350 một cặp ha. Và ai lấy thì Quỳnh bao ship. Rồi bạn thọ cánh săn luôn đi. Bạn thọ cánh săn nè cả nhà. Cái góc của nó cực kỳ đẹp luôn. Thì Quỳnh quay cái này là Quỳnh quay cho cả nhà mình chi tiết để nhà mình có thể thấy rõ cái cây nè. Cao tầm khoảng cỡ 20 mấy cm nha cả nhà. Màu gan tay của Quỳnh là nó khoảng tầm 18 cm thôi nha. Đó. Cái này thì về chúng ta nuôi thêm, chúng ta lấy bo nha. Vẹn thọ cánh săn nha cả nhà. 175.000 một cây, một cặp 350 Quỳnh bao ship. Rồi bên đây nè, Quỳnh có một cái lô trân châu. Trân châu liền cốt 100% rồi. Và loại này mini về Tết rồi, chúng ta để là coi như là Tết là chơi Tết luôn, có hoa luôn. Đã đôn xuống và nó ra thường thuộc rồi. Nó ra lại tàn tròn và thường thuộc như thế này ha. Chúng ta lấy bo lấy đây nè. Lấy được rất là nhiều bo. Còn nếu như không lấy bo chúng ta nuôi thêm rất là cứng kép, y như cây zin rồi. Bởi vì là đôn xuống cả nhà. Chính vì là cái tàn nó như thế này là chúng ta lấy được bao nhiêu ha. 125.000 một cây, một cặp 250 Quỳnh bao ship. Rồi bên đây cái loại hủ đức nè. Hủ đức này á cả nhà. Thì cũng vậy luôn. Cũng một mùa mấy rồi Quỳnh đôn lại. Rồi bây giờ nó ra như thế này rồi nè. 90.000 một cây, 3 cây thì Quỳnh bao ship. Rồi bên đây cái lô 7 tầng nè cả nhà. 7 tầng hay là Quỳnh hay gọi là dưới 7 tầng mây đó. Thì cái loại này là 125.000 một cây ha. Và ai lấy 2 cây thì em bao ship. Hoa của nó đẹp. Cái mặt hoa nó phùng. Nó phùng và nó nhiều cánh mà nó hay Quỳnh hay gọi là lạc 7 tầng mây á. Hoa rất là đẹp cả nhà. 125.000 một cây. Rồi bên đây Quỳnh có một cái lô trân châu này. Nếu chúng ta lấy bo và chúng ta thích mini mini nhỏ nhỏ thì lấy cái lô này cũng được. 80.000 một cây thôi. Nó cũng đã liền cốt được khoảng 40% rồi. Cây này thì dài cũng cứng cáp nha cả nhà. Đó, lô này giờ ta chăm thêm rất là ok luôn. 80.000 một cây, 3 cây thì Quỳnh bao ship. Rồi bên đây Quỳnh có một cái loại nữa, đó là đây, lá ngọc cành vàng nha. Lá ngọc cành vàng là cái lá nó vàng ôm luôn nè cả nhà. 80.000 một cây cả nhà. Và ai lấy 3 cây thì Quỳnh cũng bao ship ha. Rồi một cái loại nữa là giảo kem. Giảo là từ 8 đến 12 cánh và màu kem. Thì loại này là 90.000 một cây và 3 cây thì Quỳnh bao ship. Rồi đừng có bỏ qua cái giảo siêu nụ của em Quỳnh nha cả nhà. Giảo siêu nụ ha. Thì loại này là Tết đó, là coi như nó xum xê hoa và nó rất là nhạt mắt. Khi mà hoa nó nở ra rất là đẹp cả nhà. Hoa nó không, nó đẹp như hoa hơn hoa của Hữu Đức luôn. Và loại này là phiên bản sao của Hữu Đức cả nhà. Nhạt mắt ha. 125.000 một cây. Và ai lấy một cặp thì Quỳnh bao ship. Rồi cây rất là cứng cáp nha cả nhà. Thích thì alo cho Quỳnh nha. Rồi bên đây, trời ơi, cúc VIP của Quỳnh nè, rất là tốt luôn cả nhà. Loại này thì là 80.000 một cây nha, 3 cây thì em cũng bao ship. Còn một loại nữa là cúc 2 tầng của bông đội bông cả nhà, 2 tầng của bông đội bông cũng vậy luôn ha. 80.000 một cây và 3 cây Quỳnh bao ship, 10 cây tặng 1. Và cả nhà ơi, thích loại nào thì alo cho Quỳnh nha. Quỳnh mến chào cả nhà. Rất là nhiều loại luôn á, cả nhà mình có nhớ xíu không ạ? Có thể là cả nhà mình xem đi xem lại video của Quỳnh và thích loại nào thì alo nha. Rồi Quỳnh mến chào cả nhà.